xe đầu kéo nát tươm, tài xế tử vong sau tai nạn trên quốc lộ 6. Trại lợn ở Quảng Bình gây mùi hôi thối, người dân phải đeo khẩu trang ngay cả khi ngủ. Nhà ở xã hội Cần Thơ, nhu cầu lớn, chủ đầu tư xây xong, không biết bán cho ai. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ, được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin hôm nay ngày 10 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hồi 19 giờ 45 ngày 9 tháng 7, tại km 146 150 quốc lộ 6, đoạn qua địa phận xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một tài xế xe đầu kéo tử vong. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân điều khiển xe đầu kéo di chuyển hướng Sơn La, Hà Nội đã đâm vào phía sau một xe ô tô đi phía trước cùng chiều. Hậu quả khiến hai xe ô tô hư hỏng nặng và một người tử vong tại hiện trường. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa kiểm tra khẩn cấp một kho hàng trên địa bàn quận Thanh Xuân và thu giữ gần 3 tấn thuốc nam giả kháu vành lèng, đại tràng HG giả, có tổng giá trị gần 3 tỷ đồng. Cùng số lượng lớn nguyên dược liệu, vỏ bao bì, hộp nhựa, tem nhãn giả, cùng một máy in màu để in tem nhãn giả. Được biết, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với đối tượng Chu Văn Diễn, chú quận Thanh Xuân và Nguyễn Đắc Dũng, chú tại Lương Sơn, Hòa Bình vì liên quan đến kho hàng này. Đầu tư số tiền gần 40 tỷ đồng, nhưng sau gần 2 năm thi công, dự án cải tạo công viên Hồ Na Cổ giữa trung tâm cao nguyên Trắng Bắc Hà thuộc tỉnh Lào Cai vẫn dang dở, ngổn ngang dù công trình phải hoàn thành vào tháng 10 năm 2023. Phía chủ đầu tư đưa ra lý do chậm tiến độ là vì thời gian này mùa lũ nhiều nên công việc thi công bị gián đoạn. Thưa quý vị, hiện nay, dù nhu cầu nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp tại thành phố Cần Thơ là rất lớn, nguồn cung nhà ở nhiều, nhưng ghi nhận thực tế cho thấy các công trình này sau khi xây dựng xong lại không biết phải bán cho ai. Mời quý vị theo dõi phần ghi nhận sau. Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015-2023, thành phố có 6 dự án nhà ở xã hội, dự kiến sẽ cung ứng 2.549 căn hộ, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho khoảng 10.000 người có thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp. Hiện tại đã có 3 dự án nhà ở xã hội hoàn thành và 3 dự án đang tiếp tục được triển khai xây dựng. Tuy nhiên, trên thực tế, số đối tượng hoàn thành thủ tục mua nhà ở xã hội trên địa bàn vẫn rất thấp. Những cái thủ tục á, nó đang bị tính chất là nó hơi bị thừa. Ví dụ như chẳng hạn như bây giờ là một trong một cái hộ dân mà ở trong một cái hộ gia đình, thì đối với khi mà xét việc về thu nhập cá nhân thì chỉ nên xét cha mẹ hoặc là con cái thôi, đừng có những người phụ thuộc trong cái hộ đó. Những cái chính sách về cái mẫu 0304 theo cái thông tư 09 của Bộ Xây dựng nó đang bị làm điểm nghẽn ở đây. Phải xác nhận cái đối tượng được hưởng chính sách đó, cái hiện trạng nhà như thế nào và xác định phải cư trú tại địa phương là quá là trên 12 tháng, cơ quan không xác nhận. Và tình hình tới là 1.600 căn này thì chủ đầu tư cũng không biết là phải bán cho ai. Thưa quý vị, hiện nay nhiều người đam mê bơi lội và bộ môn lặn sẵn sàng tìm đến các câu lạc bộ lặn và chi cả chục triệu đồng để theo đuổi sở thích đặc biệt là vào vai các tên cá. Được biết thì đây là loại hình thể thao mới nở rộ khoảng 2 năm trở lại đây tại Hà Nội. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi phần ghi nhận sau. Xuống nước trải nghiệm bộ môn bơi lội này thì mình cảm thấy rất là thoải mái và được giảm stress. Mình cảm thấy là cũng một phần nào đã thỏa mãn được cái sở thích của mình từ hồi bé. Đối với mình thì là một người đam mê thể thao nên là môn lặn cũng là một bộ môn giúp mình có thể là phát triển về sức khỏe. Đối với mình thì bộ môn này là khá là tốn kém, chắc là trên từ 10 đến 15 triệu đối với cá nhân mình. Nhưng mà nó đổi lại thành quả rất là xứng đáng. Tiếp nối bản tin, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin nhanh nổi bật diễn ra trong ngày. Thi công từ năm 2019 nhưng sau gần 5 năm, dự án cải tạo chỉnh trang tỉnh lộ 427, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, dù chỉ dài 1,5 km nhưng vẫn dang dở, ngổn ngang và không có bóng dáng công nhân thi công. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín, thì một trong những nguyên nhân gây chậm tiến độ đến từ việc chậm giải phóng mặt bằng.
Theo phản ánh, hiện có nhiều người dân sống tại thôn Giào Trù, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ăn không ngon, ngủ không yên, phải đeo khẩu trang ngay cả khi ngủ vì mùi hôi thối xuất phát từ trang trại lợn trên địa bàn. Vì việc này, theo Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân cho biết, đã cử lực lượng xuống hiện trường để kiểm tra và xử lý công ty sở hữu trang trại lợn này, nhưng đến nay vẫn chưa triệt để. Sau khi chấp hành án, ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đã có đơn xin thực hành chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội. Trước đó, thì ông Tuấn bị cơ quan điều tra của Bộ Công an khởi tố để điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan đến sai phạm về việc thổi giá thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội, nơi ông Tuấn cũng từng là giám đốc và bị kết án 3 năm tù. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự lúc 20 giờ của Báo Lao Động. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.